chào cả nhà nhé. Em hôm nay giới thiệu với các bác hai cái chiếc iRobot Roomba, cái dòng E5 em vừa về này. Cái dòng này thì khá là nhiều các bác hỏi tìm, nhưng mà hàng này em nhập chọn các bạn chứ không nhập lô được, cho nên là nó phải lúc nào có hàng đẹp thì em mới nhập về. Mặc dù là biết các bác cần nhưng mà mình không nhập hàng xấu được. Đấy. Em hai con E5 rất là đẹp, hàng toàn bộ là hàng tuyển các bác nhé, không nhập hàng xấu. Đấy. Pin viết hay đảm bảo cho các bác luôn. E5 này thì em báo giá luôn là em vẫn bán 4,1 triệu như mọi khi, bao gồm là một cái đế sạc này này các bác này, để hết pin các bác tự về sạc nhé. Đấy, tặng kèm thêm hai cái chổi này, một cái cục tường ảo này. Tường ảo này thực ra nó là cái phụ thêm nữa các bác nhé. Đấy, nó có thì sẽ đưa cho các bác, còn không có thì các bác thông cảm thôi. Đây, nhập về nó có thì đưa thôi. Những cái này thì gần như không dùng mấy khi, nhưng mà để nhập về thì anh em họ đưa cho thì mình có thì mình đưa cho các bác. Còn cái này thì nó không xếp vào cái hạng mục chính ở trong cái việc bán hàng của cái robot này các bác nhé. Đấy là hai con E5 này. Vì sao mà bên em chỉ bán mỗi cái dòng robot E5 dòng iRobot này các bác này? Vì cái hãng này em bán rất là nhiều rồi. Trong quá trình bán nhiều hãng thì em thấy cái hãng này này, cái linh kiện của nó nhé, khi mà các bác mua, ví dụ đây, khi mà các bác cần một cái chổi chẳng hạn, đấy, thì các bác mua nó rất là dễ. Chổi này thì các bác mua cả rổ luôn đấy, chỉ có là loại tốt hay loại bình thường thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, như em nhập cái này các bác mua 100.000 bán được 3 cái loại rất là tốt nhé. Cái loại này có cả ốc vít luôn này. Đấy, này cỡ Zulu này các bác dùng thời gian thì đương nhiên nó vài năm nó sẽ hỏng, thì mình thay cái mới nó cũng rất rẻ, chỉ có 100.000 bạc thôi. Rồi pin cũng rất là sẵn, pin lắp mới, pin mới thay trong này rồi. Đấy, cho nên là đấy nó là cái ưu điểm của cái hãng này. Mà nó đây, cái hãng này thực sự nó là hãng nổi tiếng nhất của Mỹ, và trên thị trường iRobot thì nói với các bác luôn, nó là đứng đầu trong iRobot các bác nhé. Đấy, nhưng mà không có cửa cho các hãng khác so được với nó đâu, thật sự với các bác luôn là như vậy. Đây, E5 này thì nó là cái năm sản xuất vào khoảng 2018 các bác nhé. Khoảng 2018. Để cái mẫu này thì nó có cả kết nối app điện thoại được. Đấy, giá rất hợp lý mà các bác kết nối app điện thoại điều khiển từ xa. Còn các bác không thích kết nối thì mình chỉ bấm mỗi nút clean này các bác này. Nút clean này nhé, là nó chạy thôi. Đấy. Cảm biến tất cả là cảm biến chống rơi cầu thang hết. Tất cả các iRobot đều có cảm biến chống rơi cầu thang. Đấy. Đi đến các mép này là đều tự dừng lại. Đấy, tự dừng lại các bác nhé, chứ là không lo bị rơi cầu thang. Mà bọn này chơi rất là trâu bò luôn, pin em thay rồi. Đấy, chạy ok ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Trên máy thì các bác nhìn nó rất đơn giản thôi, đây là hộp rác này. Hộp rác mình bấm đây này. Đấy, các bác lôi hộp rác ra, đầy rác nhé thì máy sẽ báo và các bác đổ đi. Đấy, hút thường khoảng, nếu mà các bác chạy liên tục ngày nào cũng chạy thì chắc khoảng một tuần các bác đổ một lần. Đấy. Ngoài ra trên máy này thì nó có cái nút này, là cái nút chạy vòng tròn một chỗ để hút những cái ấy, cho chạy dưới các bác nhìn cho dễ này. Mình chạy một ở chỗ ở dưới loanh quanh để cho nó hút những cái chỗ bẩn, ví dụ là các bác cho cái bẩn đây nhiều này, cho tí bẩn này các bác này. Đấy, thì nó sẽ chạy loanh quanh cho nó hút loanh quanh khu vực đấy. Đấy, nó chỉ chạy loanh quanh vòng tròn đấy, các bác thấy đi đến đâu sạch đến đấy chưa? Đấy, nó sẽ mở rộng dần ra chạy vòng tròn. Đấy, này con này em test ok nhá. Tiếp theo sang con này này. Bọn này thì thực ra vừa nhập về, trên là pin thì nhiều khi nó em vừa cắm một tí thôi, không biết là nó pin không, nhưng mà chạy cho các bác test thử luôn. Cả hai con đều là hàng tuyển rất là đẹp các bác nhé, nên là các bác yên tâm về chất lượng. Em bán là 4,1 triệu bảo hành 3 tháng cho các bác. Riêng hãng này thì em đảm bảo trên thị trường nó là hãng tốt nhất trên thị trường của iRobot. Hãng này các bác nhé, hãng iRobot này cực bền, trâu bò, linh kiện dễ thay thế. Đấy, mình mua iRobot là các bác phải lưu ý là như vậy. Phải mua những cái gì mà hãng nào mà nó khi mà các bác cần thay đồ, nó có đồ các bác thay. Có hai con này rất đẹp luôn, 4,1 triệu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em. Hỏi phải nghĩ luôn về chất lượng. Chào các bác nhé.